Hello, xin chào mọi người nha. Mọi người đã quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay thì mình lại quay trở lại với cái chuyên mục mà hướng dẫn anh em mà fix IP nhận quà. Thì hôm nay thì mình có tìm hiểu được một cái sự kiện ở bên bản Nhật Bản anh em ạ. Thì bản này fix IP chỉ dành cho bản Hàn thôi nha, còn bản quốc tế thì mình chưa có test thử. Anh em nào mà dùng bản quốc tế có thể test thử nha. Còn hiện tại thì mình chỉ biết là bản Hàn thôi, tại vì bản BND thì nó fix mất cái fix IP rồi, nên là anh em dùng bản Hàn thì fix sang Nhật Bản nhận quà nha. Thì ở đây thì như những cái hướng dẫn trước thì mình đã hướng dẫn anh em có hai cái ứng dụng rồi, OpenVPN và OpenVPN Spider đây nha. Thì mình ở đây thì mình sẽ không hướng dẫn anh em tạo lại tài khoản nữa nha, mà mình sẽ hướng dẫn anh em fix IP và vào nhận quà luôn thôi. Thì đầu tiên thì anh em sẽ vào trong cái Open Spider này, và anh em ở đây thì nó có những cái thanh như thế này này, và mình nói luôn là ở đây là mình dùng iOS nha, nên là anh em nào mà mình dùng Android thì anh em thông cảm nha, tại vì không dùng Android mình không biết. Thì ở đây nó đã có sẵn rồi nên anh em sẽ không phải tìm kiếm nữa. Đây này, anh em sẽ bấm vào chữ GP này, Japan đây anh em. Ở đây thì nó đã có rất nhiều những cái coi như thế là gọi là gì nhỉ? Server đây anh em. Thì anh em chọn cái server nào mà nó ping thấp một tí để anh em vào cho nó bị lag. Thì mình ở đây mình chọn cái thứ hai đi. Thì anh em bấm vào thì chắc chắn nó sẽ hiện quảng cáo thôi. Tại vì ứng dụng miễn phí mà, như những cái hướng dẫn của mình trước rồi. Cái quảng cáo này thì không hề tránh khỏi, anh em tắt đi thôi, tắt nốt. Sau khi bấm xong thì nó sẽ hiện đang sao chép đến OpenVPN. Bấm sao chép, anh em bấm ADD, sau đó tiếp tục ADD nữa, và nó hiện ra đây thì anh em chỉ cần trượt cái bấm vào đây để cho nó bật xanh lên thôi. Đấy, xanh lên, và ở trên góc phải màn hình nó có hiện chữ VPN kia là đã bắt thành công. Bây giờ thì anh em vào game thôi. À, mà mình nói thêm nữa nha, còn những cái nick ở cái sự kiện đợt này thì mình như kiểu nó kiểu hên xui đấy anh em. Hên xui là như thế nào, là những cái nick anh em chơi lâu rồi ấy thì hên xui thì nó sẽ tặng hòm thôi. Còn đâu mình chắc chắn anh em một điều rằng những anh em mà mới chơi hoặc là mới tạo nick ở cái bản Hàn này thì nó sẽ chắc chắn là được tặng đồ như mình nói nha, nghĩa là tặng được 5 hòm với cả được, nói chung là nhiều lắm anh em. Đây là cái nick của mình mới chơi. Thì anh em sẽ vào phần quà này ở đây thôi. Đây này, anh em nhìn chữ Nhật kia chưa? Là những cái phần thưởng Nhật nhận được đấy. Hòm đầu tiên là được cái gì đây? Cái khung này. Hòm thứ hai là được cái hải tặc quần què gì này. Hòm thứ ba xuống đây. Chúng ta sẽ nhận được 5 cái hòm như thế này. Đó anh em này. 5 cái hòm này. Và được 4 mảnh này này. Nói chung là mình nhận hết đi. Thì là những cái hình chữ Nhật, những cái tiếng chữ Nhật thì anh em mới nhận được thôi nha. Là cổng bên bản Nhật. Ui, còn được tặng thêm 6 cả ấy luôn này. Anh em thấy không? Rất nhiều đồ. Đây là những cái gọi là những người mới chơi hoặc là nick tạo từ lâu và để có sẵn rồi thì sẽ được tặng những cái phần thưởng như vừa mình nói nha. Và đây là mình fix từ bản Hàn xong rồi sang bản Nhật nha anh em. Còn những bản khác thì anh em tự tìm hiểu cho mình nha. Ở đây thì mình cũng nhận quá trời rồi, mình thử vào nhân phẩm của mình xem nó có tốt không nhỉ. Chúng ta sẽ có 5 hòm. Được thực sự anh em ạ, làm hòm đầu tiên. Được đôi giày đi phụ bữa anh em ạ, cái mũ phụ bữa luôn. Rồi, được nguyên cây phụ bữa, quá đỉnh cao. Trời ơi, nhân phẩm của mình như quần què vậy anh em ạ. Cái bộ gì đây? À đây là bộ của bên Nhật Bản đấy sao anh em ạ. Trời ơi, được nhỉ, cũng đẹp phết đấy, là đùa. Đúng rồi, bộ này là bên Nhật Bản anh em ạ. Đây là bộ hải tặc. Soka này, M4 này. Cái hòm này cũng không ra gì rồi anh em. Mình thử mở hòm hải tặc đi. À, hòm hải tặc mình không mở được, nó lại không cho mở bằng xu anh em ạ. Thế thôi mình sẽ mở bằng cái phiếu này đi, được một cái dù này, được cái quần đi phụ giữa nữa. Ôi trời ơi,
được cái giả giọng anh em ạ, cái tiếng. Đấy. Đấy, anh em có tiếng Nhật không? Đấy. Thì đó, đó là cái sự kiện ở bên bản Nhật mà mình vừa tham khảo được. Anh em nào mà thấy thích ấy, thì có thể làm theo mình. Và đừng quên để lại mình một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người, mình sẽ cập nhật những cái kiểu như là những cái sự kiện nào hay ho thì mình sẽ hướng dẫn anh em làm nha. Ok, hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.